Đây. 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 Món rượu ngàn năm có một. Chuẩn bị một chút. Tôi chôn với quê ông nội tôi 30 năm rồi đó. Bây giờ uống thôi. Ok, vô men. Vô. Vô. Đọc lời tuyên thệ đi. Tuyên thệ. Tuy không sinh. Không phải. Tuyên thệ đấy là ở ngoài đường, ngoài phố, ngoài xã hội. Còn trong nhà. Trong nhà ở Pyjama Party. Pyjama Party. Thì là slogan tôi đi phổ biến à. Ok. Slogan có là Pyjama Party. Cần chi phải ngủ. Không say không về. Được rồi. Dễ đúng không? Dễ đúng không? Dễ đúng không? Dễ đúng không? Gì đấy? Dấm à? Nước muối này, nước muối. Tuyệt vời. Dấm đúng không? Không em biết được. Khoan nhưng mà bây giờ á. Ông là nước gì? Nước. Nước lọc. Ê, nước. Xin nào. Say lắm, không được đâu. Bây giờ mình phải uống hết 100%. Mình phải uống 100% là thử xem là vị gì thôi. Nhưng mà không được, mình phải mình cùng nhau mình cho người. Giống nhau hết mà. Rớt. Giống. Rớt đi. Cái này ngon. Ngon. Ủa cái này ngon là cái này surprise. Thôi nào, mình phải 100% nha. Pizza Mama tiên cầu chơi bay ngủ không say không về. Ông ơi, đổi tôi kìa. Cậu ơi, ăn mặn đại khai chết. Chết em mà uống nước đường em, từ đường em ơi. Mix à? Cái này là 10 quả chanh không? 10 quả chanh không ạ? Nó không. Em có mang bầu đâu mà cho em ăn chua đấy. Ừ. Thấy chưa? Thôi nha. Đừng, mỗi người thử một ngụm mày đi đã. Cái gì không, vậy? Không, thật sự. Không, kinh lắm. Nè. Kinh lắm. Mình phải thử. Không, thật sự. Phải thử các đi. Các mong thề mà. Màu mỗi người mà khác nhỉ? Không. Màu. Ôi. Để nước muối mà. Trời. Say quá. Thôi, em say quá rồi. Em say. Em xin phép. Trời ơi. Tiểu lượng em kém. Thôi, em không được. Ôi, thôi. Ok, thôi. Cái mong thì đủ rồi. Mời chuyện ở đây thôi. Nếu mà không chơi nhau nữa cũng được chứ không muốn ông mất này đâu. Mời những người còn lại nhá. Em nghĩ là ekip cũng phải okay, ekip lên thử ekip cũng nên thử đi. Mời mọi người nhá, mọi không người phải lo đâu. Cameraman kìa, anh cameraman thấy có vẻ anh là thèm thuồng kìa. Anh làm chén anh. Nhìn anh có vẻ tỉnh lắm. Mình cần say mình mới làm được cái show này. Ô, chị biên tập. Ô, ôi chị cất công chuẩn bị 4 cái cốc này thì làm sao mà chị có thể không uống được. Đúng rồi, uống đi. Ngồi đó chị phải uống thử đi. Em để sẵn ở trước mặt chị nhá. Chị chọn cốc nào thì uống cốc này nhá.